Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào quý anh chị và các bạn. Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lịch ngày tốt. Ngay sau đây, Lịch ngày tốt xin mời quý anh chị và các bạn theo dõi vận trình tử vi thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp để đón cát lành cụ thể như sau. Thông tin tổng quan ngày 13 tháng 11 năm 2024, từ ngày 13 tháng 10 âm lịch ngày Tân Tỵ, trực phá nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Tuổi xung ngày Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ. Tuổi hợp trong ngày, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Giờ hoàng đạo từ 1 giờ đến 3 giờ, nhâm thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ, Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành hướng Tây Nam. Xem tử vi hàng ngày dự báo 3 tuổi vận đen đeo bám trong ngày thứ tư này sẽ là tuổi Dần, tuổi Dậu và tuổi Hợi. Để biết vận trình của bạn tốt xấu ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 13 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp, chi tiết từng tuổi ngay sau đây. Tử vi tuổi Tý, thủy khắc hỏa, hôm nay không phải là một ngày vui vẻ gì trên phương diện tình cảm đối với người tuổi Tý. Bạn và người ấy dễ gặp mâu thuẫn với nhau. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề, bạn nên bình tĩnh để có thể trao đổi với nửa kia. Ngoài ra, hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy để cân nhắc mọi chuyện, có thể sẽ tìm ra hướng giải quyết đúng đắn. Thực thần chỉ lối, may mắn là đường tài lộc của bản mệnh lại khá thịnh vượng. Bạn có thể nhận được tiền từ những công việc tay trái trước đó, nhờ vậy mà bạn có thể rủng rỉnh chi tiêu. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, bạn và người ấy dễ gặp mâu thuẫn với nhau. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, bạn nên bình tĩnh để có thể trao đổi với nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, hãy thử đặt mình vào vị trí của người ấy để cân nhắc mọi chuyện. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, có thể nhận được tiền từ những công việc tay trái trước đó. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, rủng rỉnh chi tiêu, không phải lo chuyện cháy túi. Con số may mắn, 2, 9, giờ tốt, 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, thiên ấn che chở, người tuổi Sửu được đón nhận nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp. Bạn phát huy được khả năng của mình đúng lúc đúng chỗ nên được lãnh đạo đánh giá cao. Với người đứng ở vị thế lãnh đạo, bạn có tầm nhìn xa trông rộng, đưa ra những quyết định thận trọng và chính xác nên dẫn lối được tập thể đi tới thành công. Bản mệnh nhận được sự kính trọng của cấp dưới. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng ngọt ngào và ấm áp. Bạn nhận ra người ấy vẫn luôn thầm lặng quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ mình. Bạn quyết định cho đôi bên cơ hội tìm hiểu nhau. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, phát huy được khả năng của mình đúng lúc, đúng chỗ. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, có tầm nhìn xa trông rộng, đưa ra những quyết định thận trọng và chính xác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, bản mệnh nhận được sự kính trọng của cấp dưới. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, bạn nhận ra có người vẫn luôn thầm lặng quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ mình. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng ngọt ngào và ấm áp. Con số may mắn, 8, 4, giờ tốt, 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, tương hình ám hại, người tuổi Dần nên thận trọng với các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Ai hay nói lời ngon tiếng ngọt với bạn thì nên chủ động tránh xa. Với người làm kinh tế, đừng vội dốc vốn vào những mối đầu tư mà mình chưa tìm hiểu kỹ. Có thể kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ bạn nhảy vào mà thôi. Hôm nay tốt nhất nên giữ tiền trong tay. Mộc sinh hỏa, chuyện tình cảm của bạn lại khá lạc quan. Con giáp này và nửa kia chủ động trao đổi mọi vấn đề với nhau. Nhờ vậy mà hiểu lầm hay những lời bàn ra tán vào đều không có chỗ tồn tại. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, nên thận trọng với các mối quan hệ xã giao xung quanh mình. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, ai hay nói lời ngon tiếng ngọt với bạn thì nên chủ động tránh xa. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, đừng vội dốc vốn vào những mối đầu tư mà mình chưa tìm hiểu kỹ. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, có thể kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn bẫy, chỉ chờ bạn nhảy vào. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, bạn và nửa kia chủ động trao đổi mọi vấn đề với nhau. Con số may mắn, 2, 3, giờ tốt, 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão, thiên tài chỉ đường dẫn lối, người tuổi Mão có thể nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Bạn không cần phải quá vất vả mà vẫn kiếm được tiền về đầy túi. Một số người còn nhận được khoản tiền đầu tư từ bạn bè, người thân thiết.
đừng phụ sự kỳ vọng của mọi người, hãy tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, khiến tiền đẻ ra tiền. Mộc sinh hỏa, con giáp này và nửa kia duy trì được mối quan hệ yên bình, ấm áp. Ở bên nhau, dù không làm gì to tát, bạn và người ấy vẫn cảm thấy vui vẻ, hai người có thể tính tới những chuyện xa xôi hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, có thể nhận được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, không cần phải quá vất vả mà vẫn kiếm được tiền về đầy túi. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, nhận được khoản tiền đầu tư từ bạn bè, người thân thiết. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy tỉnh táo để đưa ra những quyết định đầu tư chính xác. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, bạn và nửa kia duy trì được mối quan hệ yên bình, ấm áp. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn, Hỏa sinh thổ, người tuổi Thìn được tận hưởng hạnh phúc bất ngờ trong ngày hôm nay. Người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng lý tưởng. Với người có đôi có cặp, hai người có thể lập kế hoạch hâm nóng tình cảm cùng nhau. Một bữa tối lãng mạn hoặc một chuyến đi ngắn ngày có thể giúp hai bạn có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chính ấn phù trợ, bản mệnh cũng gặp được nhiều điều như ý muốn trên phương diện sự nghiệp. Bạn được cấp trên chỉ điểm và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng để khẳng định vị thế. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, được tận hưởng hạnh phúc bất ngờ trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, người độc thân có thể được giới thiệu cho đối tượng lý tưởng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, lứa đôi có thể lập kế hoạch hâm nóng tình cảm cùng với nhau. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, được cấp trên chỉ điểm và giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, khẳng định được vị thế trong công việc, con số may mắn 8, 1, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chính quan nâng bước, người tuổi Tỵ xây dựng được mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với cấp trên. Nhờ vậy mà bạn được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá áp dụng vào công việc. Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự nể phục của cấp dưới nhờ tính cách thẳng thắn, chí công vô tư, bạn cũng luôn giữ được bình tĩnh dù phải đối diện với bất cứ vấn đề nào. Tuy nhiên, dù công việc có bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên lơ là vấn đề sức khỏe. Bạn cần đề phòng các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, xây dựng được mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với cấp trên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá, áp dụng vào công việc. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nhận được sự nể phục của cấp dưới nhờ tính cách thẳng thắn. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, luôn giữ được bình tĩnh dù phải đối diện với bất cứ vấn đề nào. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, có bận rộn đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên lơ là vấn đề sức khỏe. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ, hồng, quý nhân phù trợ Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, tâm hội nâng bước, người tuổi Ngọ luôn duy trì được tinh thần hăng hái, tích cực trong ngày hôm nay. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào và là người đi tiên phong thử nghiệm những điều mới mẻ. Với người làm kinh tế, bạn có thể gặp được người đồng chí hướng với mình. Đôi bên có nhiều quan điểm và mục tiêu tương tự nhau. Nếu hợp tác với nhau thì công việc thuận lợi, kiếm tiền về đầy túi. Hỏa sinh thổ, bạn cũng sẽ đón nhận được tin vui trên phương diện tình cảm. Trải qua nhiều sóng gió, bạn và người ấy càng thêm trân trọng đối phương. Bạn sẵn sàng làm mọi điều vì người thân của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, luôn duy trì được tinh thần hăng hái, tích cực trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, là người đi tiên phong thử nghiệm những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, bạn có thể gặp được người đồng chí hướng với mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, trải qua nhiều sóng gió, bạn và người ấy càng thêm trân trọng nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, bạn sẵn sàng làm mọi điều vì người thân của mình. Con số may mắn 9, 2, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi, thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Mùi giữ được đầu óc tỉnh táo và minh mẫn. Nhờ vậy mà bạn đưa ra được những quyết định đúng đắn, thậm chí dù gặp biến cố bất ngờ, bạn cũng có thể bình tĩnh để giải quyết. Hôm nay, người tham gia học hành, thi cử cũng gặp được nhiều điều thuận lợi. Hãy tự tin thể hiện vốn hiểu biết của mình, bạn có thể gây ấn tượng với giáo viên hoặc nhà tuyển dụng, đỗ vào vị trí mình mong muốn. Hỏa sinh thổ, người độc thân có cơ hội gặp được người có tâm hồn đồng điệu. Hai bạn chỉ vừa gặp gỡ mà đã thấy rất hợp nhau, hãy chủ động giữ liên lạc với đối phương nhé.
Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, người độc thân có cơ hội gặp được người có tâm hồn đồng điệu. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, giữ được đầu óc tỉnh táo và minh mẫn, đưa ra được những quyết định đúng đắn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, người tham gia học hành, thi cử cũng gặp được nhiều điều thuận lợi. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, hãy tự tin thể hiện vốn hiểu biết của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy chủ động giữ liên lạc với mọi người. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, nâu, xám, quý nhân phù trợ, Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, dưới sự thúc đẩy của nhị hợp, người tuổi Thân xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, bản mệnh hợp tác tốt với mọi người xung quanh nên công việc khó khăn đến mấy cũng hoàn thành nhanh chóng. Với người làm kinh tế, bạn tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình nên không cần quá vất vả vẫn kiếm được tiền về đầy túi. Bạn giữ vững được thế mạnh của mình nên cũng chẳng sợ đối thủ cạnh tranh. Hỏa khắc kim, tức rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được như ý muốn. Công việc bận rộn khiến bạn có phần thờ ơ với gia đình, mối quan hệ với các thành viên có dấu hiệu xa cách. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, công việc khó khăn đến mấy cũng hoàn thành nhanh chóng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình nên không cần quá vất vả. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, giữ vững thế mạnh của mình nên cũng chẳng sợ đối thủ cạnh tranh. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, mối quan hệ với các thành viên có dấu hiệu xa cách. Con số may mắn 8, 0, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, tử vi hàng ngày thấy hỏa khắc kim, người tuổi Dậu nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia. Bạn không nên coi mình là trung tâm của mối quan hệ và bắt người ấy phải chiều theo mình mãi. Với người còn độc thân, bản mệnh không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực, hãy thử cởi mở gặp gỡ và trò chuyện với mọi người, có thể bạn sẽ gặp được người phù hợp. Tỷ kiên cản trở, con giáp này cũng cần học cách hợp tác với mọi người xung quanh, không nên làm mọi việc theo ý muốn của riêng mình. Làm việc trong tập thể thì nên tuân theo những nguyên tắc của tập thể. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nên hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nửa kia. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, không nên coi mình là trung tâm mối quan hệ và bắt người ấy phải chiều theo. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, làm việc trong tập thể thì nên tuân theo những nguyên tắc của tập thể. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, hãy thử cởi mở gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, xám, quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chính ấn nâng đỡ, người tuổi Tuất luôn kiên định với mục tiêu của mình, dù phải đối diện với khó khăn. Cuối cùng thì công lao của bạn cũng được đền đáp xứng đáng, bạn gặt hái được thành công lớn. Một số người có thể được cử đi học hành, công tác trong thời điểm này. Đừng ngại vất vả, bởi chuyến đi này có thể giúp bạn tiếp thu được nhiều điều hữu ích, gặp được nhiều người xứng đáng kết giao. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm cũng có những tiến triển tích cực. Bạn dũng cảm hơn và dám tiến thêm một bước để kéo gần quan hệ với người ấy. Đối phương cũng dần mở lòng hơn với bạn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, luôn kiên định với mục tiêu của mình, dù phải đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, công lao của bạn được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, tiếp thu được nhiều điều hữu ích, gặp được nhiều người xứng đáng kết giao. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, thuận vợ, thuận chồng mà khó khăn nào cũng được khắc phục nhanh chóng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, bạn dũng cảm hơn và dám tiến thêm một bước để kéo gần quan hệ với người ấy. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cam, quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, người tuổi Hợi dễ vướng phải khúc mắc với mọi người xung quanh. Bạn không nên nghiêm trọng hóa vấn đề và tranh cãi với người có quan điểm trái ngược với mình. Nếu muốn nhận được sự ủng hộ của nhiều người, bạn cần có cách truyền đạt và nói năng thuyết phục. Bạn không nên hành xử vô lý, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Thủy khắc hỏa, con giáp này và nửa kia có thể hiểu nhầm nhau trong một vài vấn đề nào đó. Hai người không nên tranh giành hơn thua, hãy thử đặt mình vào vị trí của người kia để cân nhắc mọi chuyện. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, dễ vướng phải khúc mắc với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, không nên nghiêm trọng hóa vấn đề và tranh cãi với người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, bạn cần có cách truyền đạt và nói năng thuyết phục hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim,
bạn không nên hành xử vô lý, khiến mọi người xung quanh khó chịu. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, bạn và nửa kia có thể hiểu lầm nhau trong một vài vấn đề nào đó. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh lam, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Đánh giá tử vi ngày 13 tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày? Tuổi Thìn, Mão, Sửu. Con giáp nào vướng nhiều rắc rối nhất? Tuổi Dậu, Hợi. Trên đây là chi tiết tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi chương trình. Lịch ngày tốt chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới tốt lành, bình an và nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé!